À, ví dụ mình có công trình như này, khách hàng thì không thích cái loại cái quạt đèn này nữa, mà người ta muốn một cái đèn chùm ta lên để ghép vào trong bài. Thì ghép vào trong bài thì chúng ta đầu tiên, bước đầu tiên chúng ta phải tách nền cái bức hình cái đèn chùm này trước. Mình sẽ bấm phím Ctrl Z để copy vào laser, mà đứng làm việc trên laser này. Chúng ta dùng chức năng Magic Wand Tool chọn vùng. Nếu mà mình chọn cái này này, nó đang là trừ không đúng, nó sẽ vào chức năng cộng này, kích. Và cái thông số này chúng ta sẽ lấy bao nhiêu tùy các bạn nhé, mỗi lần mình kích chọn là bao nhiêu thì tùy các bạn. Sau mà kích chọn xong được rồi thì chúng ta sẽ bấm phím Ctrl Shift đi ngắn để đảm được vùng chọn. Nếu những cái vùng này nó đang được chọn thì mình muốn trừ đi, mình sẽ trừ. Trừ những vùng, cái phần ngoài này thì rất là dễ, quan trọng nhất là những cái vùng kia thôi. Quan trọng nhất là các cái vùng kia thôi. Ở đây thì bạn muốn lấy lại một số số chi tiết ở đây này thì bạn lấy lại, không muốn lấy lại thì bạn bỏ đi. Đây mình sẽ muốn lấy lại một số cái chi tiết mình muốn sử dụng lại, mình lấy lại một số cái chi tiết. Những chi tiết này thì dư bạn có thể dùng công cụ polygon này bạn khoanh cũng được. Bạn muốn lấy chi tiết ấy thì bạn làm chậm và làm từ từ thôi, mình đây mình sẽ làm tương đối, mình làm ví dụ cho các bạn thôi. Rồi. Sau đó mình sẽ bấm phím Ctrl Z để copy cái laser này. Được rồi, cái laser đèn của mình này. Để mình chắc ăn mình sẽ lấy một cái màu đen mình đổ xem là mình có bị lộ cái gì không. Bấm phím Ctrl Max ở màu bên dưới này. Rồi, cái đèn mình vừa tách. Màu này như thế này. Sau đó chúng ta sẽ tắt hết cái này đi, bạn Ctrl A. Ctrl A là chọn tất cả, Ctrl C là copy sang cái file bên này. Ctrl V, nhớ đưa đây này ra đầu tiên nhé. Ctrl V. Trước khi mình xử lý cái đèn này thì mình sẽ tắt cái đèn này đi trước. Rồi mình xử lý bỏ cái đèn, bỏ cái quạt trần này đi. Bằng công cụ chức năng là copy. Chúng ta nhớ là phải đứng trên cái laser mà chúng ta đang làm việc. Hiện tại mình đang đứng trên laser này và chúng ta sẽ xử lý trên cái vùng laser này nhé. Và chúng ta kích chọn, kích chuột vào này để hút cái vùng này mình đưa sang cái vùng kia. Ở đây mình sẽ thấy cái vùng nó to lên thì được. Này nó hơi to thì kệ nó. Kích chuột lấy vùng này nhé. Bạn nhớ là cái đường thẳng song song bạn đừng để như này, mà phải song song bạn phải căn tỉ lệ. Sau đó bạn kích sang đây. Sau đây mình đã chầm lên, tắt cái laser bên trên này. Bên trên này nó có mấy cái laser, hai laser này. Nó đang nằm trong hai cái laser này, tí nữa mình cứ làm đi, cứ làm trước đi, tí nữa mình cắt xong được. Chưa, như này là mình đã xử lý được cái phần. Ở đây nó có cái đèn, tí mình copy mình lấy cũng được, mà xử lý trực tiếp luôn ở trên này cũng được. Cứ chuẩn vào đây này. Cái đèn này tí nữa mình sẽ lấy bên này làm. Bên này bạn tiếp tục bấm kích đi, chúng ôn ở đây, cứ chuẩn vào đây mà mình chạy. Nhớ là phải đặt đúng vào điểm này, tí mình đặt đúng vào đây nó sẽ song song nha. Cái này là mình đã xử lý xong cái phần trần, còn cái nút này tí mình vào laser này mình xóa đi là xong. Phần laser này ở đây mình thiếu một cái đèn đúng không, có thể mình nuôi cái đèn ở đây mình giữ đi phím ôn nhé. Đây có thể mình đứng vào laser bên dưới này. Sau đó mình sẽ cho cái chuột nó nhỏ lại, với công cụ mình đang rất là to, lấy một nửa rồi. Giữ đi phím ôn vào đây. Và mình nhớ chỗ cái này mình đưa lại. Đây mình làm đây. Được chưa? Cái này mình xử lý đủ tí nữa. Không, cái laser bên dưới ở đây nó còn, mình lấy. Thường mình không bao giờ mình sửa cái laser gốc nhá. Laser gốc đây này, mình đang sửa rồi đây. Và cái laser này nên là mình cần di lại cái laser chỗ này cũng được. Cái gì này lên nhá, tắt cái laser này đi rồi, và cái đèn ở bên dưới này rồi mình lại xóa đi thôi, giữ ôn ở đây này, ôn đây nhá, lên công cụ này, giữ ôn, rồi sau này xóa nó đi rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc bật cái đèn chùm lên được thôi, bạn nên đặt tên nhá, đèn chùm, cái đèn chùm này chúng ta chỉ việc cho nó phù hợp nhất, to nhỏ như nào đó. Muốn lấy bao nhiêu to nhỏ như nào thì lấy như nào.
nhé. Từ sau đó bạn đưa vào công trình, cái đèn chùm treo nó nhỏ lên tí nữa và treo cao lên tí nữa cũng được, không nhất thiết là phải lấy hết, có thể mình lấy như này cũng được, tùy các bạn nhé. Cái này lấy bao nhiêu là do các bạn, đây mình cho mình như này. Thì cái chùm này đẹp hơn đấy thì mình cho đèn chùm nó sáng hơn một tí nữa, màu tím mây ít còn chắc đúng không, nên mình có phím tắt ở cái đèn quy nó sáng này chút xíu, mục đích cho nó hòa vào bài. Ok, như này là được rồi. Khách hàng thích nó thì cái kia. Đây là một ví dụ đơn giản về ghép đèn chùm.